Tôi xin nói thêm một điều nữa về cha linh hướng của tôi. Điều lạ lùng là có quá ít linh mục biết cách tiếp thêm năng lực, sức mạnh và can đảm cho linh hồn để họ có thể không ngừng thăng tiến mà không mỏi mệt. Dưới sự hướng dẫn như thế, một linh hồn dù không mạnh mẽ cho lắm cũng có thể thực hiện được nhiều công việc vinh danh Thiên Chúa. Ở đây tôi khám phá ra được một bí quyết, đó là cha giải tội, hay đúng ra là cha linh hướng. Đừng nên coi thường những chi tiết nhỏ mọn mà linh hồn thổ lộ với Ngài, vì khi nhận thấy được dịu dắt như vậy, linh hồn bắt đầu nỗ lực không bỏ qua dịp nhỏ mọn nào để thực hành nhân đức và tránh lánh các lỗi phạm dù rất tơ tắc. Nhờ những nỗ lực này, như những viên đá nhỏ bé, từ nơi linh hồn sẽ vươn lên một thánh điện hết sức trắng lệ. Ngược lại, nếu linh hồn nhận thấy cha giải tội coi thường các chi tiết nhỏ mọn, họ cũng sẽ bỏ qua và không kể ra các chi tiết ấy cho Ngài. Tệ hơn nữa là họ sẽ bắt đầu chểnh mạng trong các điều nhỏ mọn. Như vậy, thay vì tiến bộ, linh hồn dần dần thụt lùi, và đến khi ý thức được tình trạng của mình thì đã họ sa vào chỗ khốn khổ nghiêm trọng. Ở đây nảy sinh một vấn nạn, đó là ai có lỗi trong vấn đề này, linh hồn đương sự hay cha giải tội, tức là cha linh hướng? Theo tôi, dường như mọi trách nhiệm đều quy về vị linh hướng bất cẩn kia. Lỗi duy nhất của linh hồn là đã nhận lầm một vị linh hướng như vậy. Một vị linh hướng đúng ra phải dẫn đưa linh hồn trên đường trọn lành theo thánh ý Chúa. Linh hồn lẽ ra phải cầu nguyện thật sốt sắng, thật nhiều, và phải xin Chúa đích thân chọn cho họ một vị linh hướng. Điều gì khởi sự từ Thiên Chúa sẽ là thánh thiện. Điều gì khởi sự thuần túy nhân loại sẽ là phạm tục. Để trợ giúp một linh hồn, Thiên Chúa nhân lành đến độ đích thân chọn cho họ một vị linh hướng và soi sáng cho họ biết về vị mà trước mặt Ngài, đương sự sẽ khám phá ra những điều sâu kín nhất trong linh hồn mình, như thể nhìn thấy bản thân trước tôn nhan Chúa Giêsu. Khi linh hồn nhìn ra và tin nhận Chúa đã an bài tất cả điều này, họ sẽ cầu nguyện tha thiết cho cha giải tội, để Ngài có đủ ánh sáng mà hiểu rõ họ. Trừ khi vì lý do nghiêm trọng, chớ gì linh hồn đừng thay đổi cha linh hướng. Linh hồn đã cầu nguyện thật tha thiết và thật nhiều thế nào để tìm ra ý Chúa trước khi chọn vị linh hướng, thì họ cũng phải cầu nguyện thật thiết tha và thật nhiều như vậy để nhận ra ý Chúa thật sự muốn họ lìa bỏ vị linh hướng ấy mà chọn vị khác. Nếu thánh ý Chúa không tuyệt đối rõ ràng thì không nên thay đổi linh hướng, vì tự sức mình con người không thể tiến cao, và Satan cũng chỉ muốn tìm thấy một người khao khát trọn lành nhưng tự dẫn đường vạch lối, bởi vì người ấy chắc chắn không thể nên thánh được. Cũng có một ngoại lệ, đó là khi Thiên Chúa đích thân hướng dẫn linh hồn. Nhưng khi đó, vị linh hướng lập tức nhận ra đương sự đang được Thiên Chúa hướng dẫn. Chúa sẽ cho Ngài biết điều này một cách tường tận. Và một đương sự như thế, hơn ai hết, hóa ra lại cần ở dưới sự kiểm soát của vị linh hướng. Trong trường hợp này, vị linh hướng không hướng dẫn và vạch vẽ con đường cho linh hồn phải theo, nhưng tốt hơn Ngài hãy thẩm định và xác nhận cho linh hồn biết họ đang đi đúng đường và đang được thần khí tốt lành hướng dẫn. Trong tình huống này, vị linh hướng không những phải thánh thiện mà còn phải có kinh nghiệm và khôn ngoan. Về phía linh hồn, họ phải đặt ý kiến vị linh hướng trên cả sôi động của Chúa,
bởi vì chỉ có thế họ mới tránh được những ảo tưởng và lầm lạc. Một linh hồn không chịu đặt những sôi động của mình hoàn toàn dưới sự kiểm soát khắt khe của giáo hội, tức là của vị linh hướng, rõ ràng là họ đang bị ác thần hướng dẫn. Vị linh hướng phải hết sức cẩn trọng trong những trường hợp như thế và phải thử thách tinh thần vâng phục của linh hồn. Satan có thể đội lốt khiêm nhường, nhưng không biết đội lốt vâng phục. Và do đó, các mưu đồ đen tối của nó sẽ bị phanh phui. Nhưng vị linh hướng cũng không nên quá sợ hãi về một linh hồn như vậy. Bởi vì nếu Chúa đặt linh hồn đặc biệt ấy dưới sự chăm sóc của Ngài, thì Người cũng ban cho Ngài đầy đủ ánh sáng. Nếu không, làm sao Ngài có thể xử lý khôn ngoan về các mầu nhiệm giữa linh hồn ấy với chính Thiên Chúa được? Chính tôi đã đau khổ và từng chịu thử thách rất nhiều về vấn đề này. Vì thế, tôi chỉ ghi lại những gì bản thân đã trải qua. Chỉ sau nhiều tuần cửu nhật liên tiếp, nhiều kinh nguyện và việc sám hối, Chúa mới gửi đến cho tôi một vị linh mục hiểu được linh hồn tôi. Ôi, có lẽ đã có nhiều linh hồn thánh thiện hơn nếu như đã có nhiều cha giải tội kinh nghiệm và thánh thiện hơn. Không ít linh hồn tha thiết nỗ lực nên thánh, nhưng vì không thể tự mình đứng vững giữa những thời gian thử thách nên đã từ bỏ con đường trọn lành. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những vị linh mục sốt sắng thánh thiện. Phẩm giá của linh mục thật cao trọng, nhưng đồng thời trách nhiệm của Ngài cũng thật nặng nề. Ôi linh mục, Ngài được ban nhiều, nhưng sẽ bị đòi lại nhiều. Ngày 11 tháng 2 năm 1937, hôm nay thứ Sáu, trong giờ thánh lễ, tôi cảm thấy một cơn đau nhức trong thân xác. Hai bàn tay, bàn chân và cạnh sườn của tôi. Chúa Giêsu gửi đến cho tôi thứ đau đớn này để tôi có thể thực hiện việc đền tạ vì các tội nhân. Cơn đau tuy ngắn ngủi nhưng rất kinh khủng. Tôi đau không quá 2 phút đồng hồ, nhưng ấn tượng lưu lại rất lâu và rất sống động. Hôm nay tôi cảm thấy quá cô quạnh trong tâm hồn, đến nỗi không biết phải giải thích làm sao ngay cho bản thân mình. Tôi muốn trốn tránh mọi người để được cứ thế mà khóc mãi. Không ai cảm thông được cho một con tim bị thương tích vì yêu, và tự thâm sâu khi trái tim ấy cũng cảm thấy bị bỏ rơi, thì không còn ai có thể an ủi nó được. Ôi các linh hồn tội nhân, các bạn đã lấy đi Thiên Chúa của tôi rồi. Nhưng được lắm, các bạn sẽ được nếm hưởng Thiên Chúa dịu ngọt chừng nào. Và hãy cứ để biển cả đắng cay tràn ngập trái tim tôi cũng được. Tôi đã nhường tất cả những an ủi thiêng liêng của tôi cho các bạn rồi. Có những lúc tôi bất tín với bản thân, khi nhận ra sự yếu đuối và xấu xa nơi những vực thẳm trong hữu thể của mình. Và tôi đã nhận ra có thể chịu nổi những giờ phút ấy bằng cách tín thác vào lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa. Nhẫn nại cầu nguyện và thinh lặng, đó là những điều đem lại sức mạnh cho linh hồn. Có những lúc linh hồn nên giữ lặng, và khi ấy nỗi năng với tụ tạo là không thích hợp. Đây là những giây phút linh hồn chán nản với bản thân, và khi ấy linh hồn cảm thấy mình yếu đuối như một đứa trẻ. Lúc đó linh hồn bám chặt vào Thiên Chúa bằng tất cả sức lực của mình. Vào những thời gian ấy, tôi chỉ sống nhờ đức tin và cảm thấy được củng cố nhờ ơn Chúa. Tôi đã can đảm hơn trong việc nói chuyện và giao tiếp với những người chung quanh.
buổi tối Chúa phán với tôi: Hỡi con hãy tựa vào trái tim cha mà nghỉ ngơi. Cha thấy con đã làm việc vất vả trong vườn nho của cha. Và linh hồn tôi tràn ngập niềm vui thần linh. Ngày 12 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên suốt tôi như một tia sáng mặt trời. Linh hồn tôi khát khao Chúa mãnh liệt, đến độ thỉnh thoảng lại ngất trí. Tôi cảm thấy tình yêu hằng hữu chạm đến tâm hồn tôi, và cái nhỏ bé của tôi không sao chịu đựng nổi, nên việc ấy làm tôi ngất trí. Tuy nhiên, sức lực bên trong của tôi vẫn mạnh liệt, và linh hồn tôi sánh kịp với tình yêu đã yêu mến nó. Trong những lúc ấy, linh hồn được hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa, và càng hiểu biết người, tình yêu của linh hồn càng trở nên tinh rộng và nồng nàn hơn. Những mầu nhiệm giữa linh hồn và Thiên Chúa thật khôn giờ. Thỉnh thoảng có những giờ phút linh hồn tôi bị mất hút trong kinh ngạc khi nhìn thấy uy linh vô cùng của Thiên Chúa đã tự hạ xuống ngang với linh hồn tôi. Sự ngạc nhiên nội tâm của tôi thật bất tận, vì Thiên Chúa tối cao mà lại vui sướng ở trong tôi và chính người cho tôi biết như vậy. Tôi dìm mình sâu hơn vào vẫn hư vô của mình, bởi vì tôi biết mình là gì. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, để đền đáp, tôi phải yêu mến đấng tạo hóa đến điên cuồng bằng mọi nhịp đập của con tim và mọi thớ sợi thần kinh của mình. Trong vô thức, linh hồn tôi đắm chìm trong Chúa. Tôi cảm thấy không gì sẽ tách tôi lìa khỏi Thiên Chúa, dù thiên đàng hay trần gian, dù hiện tại hay tương lai. Mọi sự đều có thể đổi dời, nhưng tình yêu thì không bao giờ, mãi mãi vẫn thủy chung. Chúa là đấng toàn năng hằng sống, đã tỏ cho tôi biết tôi có thể yêu mến người một cách rất đặc biệt, và chính người làm cái linh hồn tôi có thể yêu mến bằng thứ tình yêu mà người muốn tôi mến yêu người. Tôi chôn mình càng ngày càng chặt hơn trong Chúa và không sợ hãi gì. Tình yêu đã chiếm đoạt trót cả trái tim tôi. Cho dù người ta có nói với tôi về phép công thẳng của Thiên Chúa, cả đến các thiên thần trong sạch còn run rẩy che mặt trước thánh nhan Chúa và các lời tung hô thanh thanh thanh, như gợi ý rằng sự thân mật của tôi với Thiên Chúa làm tổn hại cho danh dự và uy quyền của người, tôi sẽ đáp lại rằng: Ồ không, không và không hề. Trong tình yêu tin rằng có chỗ cho tất cả, lời tôn vinh cao cả nhất và sự tôn thờ sâu thẳm nhất. Tuy nhiên, nhờ tình yêu, linh hồn vẫn được chìm ngập trong Chúa với niềm an bình thanh thản nhất, và những lời nói của nhân loại bên ngoài không tác động đến linh hồn. Những điều người ta nói về linh hồn về Thiên Chúa chỉ là một bóng mờ so với kinh nghiệm của họ về Thiên Chúa. Và linh hồn thường ngạc nhiên sao người ta lại thán phục những điều của ai đó nói về Thiên Chúa, trong khi đối với linh hồn chẳng có gì đặc biệt, vì linh hồn biết những gì được diễn tả thành lời vẫn chưa đạt đến sự cao cả ấy. Vì thế, linh hồn lắng nghe mọi sự với sự tôn trọng, nhưng vẫn có một cuộc sống đặc biệt riêng trong Thiên Chúa. Ngày 13 tháng 2 năm 1937.
Hôm nay trong nghi lễ thương kho, tôi thấy Chúa Giêsu chịu tàn đại và đội mão gai với một cây sậy trong tay. Chúa Giêsu im lặng khi quân dữ lòng lộn thi nhau tra tấn người. Chúa Giêsu không nói gì, nhưng nhìn tôi, và trong ánh nhìn ấy tôi cảm thấy nỗi đớn đau của Chúa, kinh hãi đến độ chúng ta không thể tưởng ra được một ý nghĩ mờ nhạt nhất về mức độ đau khổ của người. Khi người đã chịu vì chúng ta trước giờ chịu đóng đinh trên thập giá, linh hồn tôi trạm ứ nỗi đớn đau và mòn mỏi. Trong linh hồn tôi cảm thấy một sự gớm ghét tội lỗi, thậm chí một bất toàn nhỏ mọn nhất. Đối với tôi, dường như cũng là một ngọn núi sừng sững khiến tôi phải đền tạ bằng việc hãm mình và sám hối. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu cực hình, tâm hồn tôi tan nát đành đoạn, và tôi nghĩ: các tội nhân sẽ thế nào đây nếu họ không lợi dụng cuộc thương khó của Chúa Giêsu? Trong cuộc thương khó của Chúa, tôi nhìn thấy cả một đại dương thương xót. Ngày 12 tháng 2 năm 1937, tình yêu của Chúa là hoa, lòng thương của Chúa là quả. Hỡi linh hồn còn ngờ vực, hãy đọc những lời suy gẫm sau đây về lòng thương xót Chúa và hãy tín tha. Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là mầu nhiệm khôn thấu, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa phát nguồn từ mầu nhiệm ba ngôi cực thánh, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa trí năng nhân loại và thiên thần không thể dò được, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là nơi phát nguyên mọi sự sống và phúc lành, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa cao cả hơn các tầng trời, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là nguồn mạch các phép lạ và kỳ công, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa ôm ấp toàn thể vũ trụ, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa xuống với trần gian trong ngôi lời nhập thể, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa trào tuôn từ thương tích rộng mở của trái tim Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa chất chứa trong thánh tâm Chúa Giêsu cho chúng con và cắt riêng cho kẻ có tội, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa khôn dò trong việc thiết lập phép thánh thể, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa trong việc thành lập hội thánh, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa trong phép thánh tẩy, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa trong việc thánh hóa chúng con qua Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong suốt cuộc sống, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa ấp ủ chúng con, nhất là trong giờ lâm tử, con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa ban sự sống bất diệt cho chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong từng giây phút cuộc đời,
con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa gìn giữ chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa hoán cải các tội nhân cứng lòng. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa hoán cải các tội nhân cứng lòng. Con tín thác nơi Chúa. Hôm nay tôi đến nguyện gẫm trước thánh thể trong nhà nguyện của dưỡng đường. Khi tôi gần đến bàn thờ, sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ linh hồn tôi, và tôi được đắm chìm trong đại dương thần tín của Người. Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, mọi sự hiện hữu là của con. Tôi thưa lại cùng Chúa: Trái tim con không muốn gì khác ngoài một mình Chúa. Ôi kho tàng của lòng con, lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì mọi ân huệ Chúa đã ban cho con. Nhưng con chỉ ước ao trái tim Chúa mà thôi. Dù các tầng trời có bao la, nhưng cũng chẳng là gì đối với con nếu không có Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết con thường xuyên ngất đi vì khát mong Chúa. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết điều này. Giờ đây con đang được nếm hưởng những gì mà các linh hồn khác trong cõi đời đời mới được hưởng. Bỗng nhiên linh hồn tôi được ngập tràn ánh sáng tri thức về Thiên Chúa. Ôi, giả như tôi có thể diễn tả được một chút những gì linh hồn tôi trải nghiệm khi lưu lại gần bên trái tim của Đấng Uy Linh vô biên. Tôi không sao diễn tả thành lời. Kỹ linh hồn nào ít là một lần trong đời đã từng trải nghiệm qua một hồng ân như thế thì mới công nhận điều này. Khi ở trong phòng riêng, tôi dường như đang từ cõi chết sống lại. Khi bác sĩ đến bắt mạch cho tôi, ông rất ngạc nhiên: Này chị, điều gì đã xảy ra? Chị chẳng có một nhịp mạch gì hết cả. Tôi muốn biết cái gì đã làm nó nhanh quá đến thế này. Tôi biết nói gì với ông ấy đây, trong khi chính tôi cũng không biết sao mạch của mình lại đập nhanh như thế. Tôi chỉ biết mình đang mòn mỏi khát khao Thiên Chúa, nhưng tôi không nói điều này cho ông ấy, vì làm sao thuốc thang có thể giúp gì được trong trường hợp này. Ngày 19 tháng 2 năm 1937, tiếp xúc với những người hấp hối. Họ xin tôi, và tôi đã có thể cầu nguyện, vì Chúa ban cho tôi một tinh thần cầu nguyện phi thường. Tôi luôn được kết hợp với Chúa, và tôi hoàn toàn ý thức mình đang sống cho các linh hồn, để đưa họ về với lòng thương xót Chúa. Ôi lạy Chúa, trong vấn đề này không hy sinh nào là vô nghĩa. Hôm nay bác sĩ quyết định tôi phải ở đây cho đến tháng tư. Đó là thánh ý Chúa, mặc dù tôi rất muốn được trở về với các chị em. Hôm nay tôi được biết về cái chết của một chị em chúng tôi tại Block, nhưng chị ấy đã hiện đến thăm tôi trước khi người ta cho tôi biết tin về cái chết của chị. Ngày 22 tháng 2 năm 1937. Hôm nay tại nhà nguyện của chúng tôi đã khai mạc tuần tĩnh tâm dành cho các nhân viên bệnh viện. Mặc dù ai muốn cũng đều được tham dự. Mỗi ngày có một bài giảng. Cha Bonaventure giảng trọn một tiếng đồng hồ, và Ngài nói trực tiếp với các linh hồn. Tôi cũng tham dự tuần phòng vì rất khao khát được hiểu biết Thiên Chúa sâu xa hơn và yêu mến Người nồng nàn hơn.
Tôi đã hiểu rằng càng hiểu biết Thiên Chúa, càng thiết tha yêu mến người. Hôm nay tôi được nghe những lời này, con hãy cầu nguyện để các linh hồn không phải sợ hãi khi đến với tòa án xót thương của Cha. Con đừng chán ngại cầu nguyện cho các tội nhân. Con biết linh hồn họ thực sự là gánh nặng thế nào đối với trái tim Cha. Hãy làm nguôi cơn sầu thảm đến chết cho Cha đi. Hãy phân phát lòng thương xót của Cha đi. Ngày 24 tháng 2 năm 1937, hôm nay trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang hấp hối. Những đau khổ của Chúa xuyên thấu linh hồn và thân xác tôi một cách vô hình. Nỗi đau thật mênh mang, mặc dù chỉ xảy đến một lúc ngắn ngủi. Trong lúc đang hát các bài ca vãn mùa chay, tôi được kết hợp với cuộc thương khó của Chúa đến nỗi không sao cầm được nước mắt. Tôi muốn lánh đi một nơi nào đó để được mặc sức cảm thông với nỗi buồn khi tưởng nhớ đến cuộc thương khó của Chúa. Khi đang cầu nguyện theo ý chỉ của Cha Andras, tôi biết được Ngài rất dẹp lòng Chúa. Từ đó về sau, tôi càng kính trọng Ngài hơn nữa, như với một vị thánh. Điều này đem lại cho tôi một niềm hoan lạc lớn lao, và vì đó tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa. Hôm nay trong giờ chầu phép lành, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu và Người đã phán với tôi những lời này: con hãy vâng lời vị linh hướng của con trong mọi sự. Lời Ngài là thánh ý Cha. Con hãy thâm tín sâu xa trong lòng rằng chính Cha nói qua môi miệng của Ngài, và Cha muốn con hãy giải bày tình trạng linh hồn con cho Ngài với một tinh thần đơn sơ chân tình như con vẫn làm với Cha. Ái nữ của Cha ơi, Cha lặp lại cho con đây. Con hãy biết rằng lời Ngài chính là ý muốn của Cha về con. Hôm nay tôi được thấy Chúa trong vẻ đẹp tuyệt vời, và Người phán bảo tôi: bánh thánh dấu yêu của Cha ơi, con hãy cầu nguyện cho các linh mục, nhất là trong thời gian mùa ngặt này. Trái tim Cha thỏa lòng với con, và vì con, Cha đang chúc lành cho thế giới. Tôi đã hiểu rằng hai năm đau khổ nội tâm mà tôi đã trải qua trong sự vâng phục thánh ý Chúa để hiểu biết thánh ý Người đã giúp tôi tiến bộ trên đường trọn lành hơn cả 10 năm trước đó. Trong hai năm ấy, tôi đã ở trên thập giá chơi vơi giữa trời và đất. Nói cách khác là tôi bị ràng buộc bởi lời khấn vâng phục và phải vâng lời về trên như chính Thiên Chúa. Đằng khác, Chúa lại trực tiếp tỏ cho tôi biết thánh ý của Người, và vì thế nỗi cực hình bề trong của tôi lại kinh khiếp đến nỗi không ai thông cảm được hay tưởng tượng nổi những đau khổ tinh thần này. Đối với tôi, chết đi dường như còn sướng hơn là phải tái đi tái lại một giờ với những đau khổ như thế. Tôi sẽ không ghi lại nhiều về vấn đề này, bởi vì chúng ta không thể tả được thế nào là hiểu biết thánh ý Chúa cách trực tiếp, đồng thời lại phải vâng phục trọn hảo thánh ý Người được tỏ ra cách gián tiếp qua các bề trên. Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một vị linh hướng. Nếu không, dù một bước, có lẽ tôi cũng không sao tiến được. Mới đây, tôi có nhận được một bức thư thân thương
từ đứa em gái 17 tuổi của tôi. Em năn nỉ xin tôi giúp em vào dòng. Em sẵn sàng trước bất cứ hy sinh nào vì Chúa. Từ bức thư của em, tôi có thể nói được Thiên Chúa đang hướng dẫn em. Và tôi vui mừng vì lòng thương xót vĩ đại của Thiên Chúa. Hôm nay, uy nghi Thiên Chúa bao trùm và xuyên thấu linh hồn tôi đến tận những tầng rất sâu nhiệm. Sự cao cả của Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi và ngập tràn đến độ tôi hoàn toàn đắm đuối trong sự cao cả của Người. Tôi tan hoàng và hoàn toàn biến mất trong Thiên Chúa như nguồn mạch sự sống của tôi, như trong một sự sống hoàn hảo. Lạy Chúa Giêsu của con quá hiểu sự trọn lành của con không hề ở việc Chúa truyền cho con thực thi những công việc vĩ đại này của Chúa. Ồ không, sự cao trọng của linh hồn không hề ở điều này, nhưng ở tình yêu chí thiết dành cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, từ thâm tâm con hiểu những thành tựu lớn lao nhất cũng không thể sánh được với một hành vi mến yêu Chúa thuần khiết. Con ước ao được trung thành với Chúa và thực thi lệnh truyền của Chúa. Con vận dụng hết sức lực và trí năng để thực hiện tất cả những gì Chúa đang đòi hỏi. Lạy Chúa, nhưng con không dính bén tơ vương một chút nào với tất cả điều ấy. Con làm mọi sự chỉ vì đó là thánh ý Chúa. Trọn khối tình yêu con được đắm chìm không phải trong những công việc của Chúa, nhưng là trong chính Chúa. Ôi đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con. Ngày 25 tháng 2 năm 1937, tôi tha thiết cầu nguyện cho một linh hồn đang hết sức đau khổ được ơn chết an lành. Suốt 2 tuần lễ, bà cứ chập chờn giữa cái sống và cái chết. Tôi xúc động vì cảm thương nên thưa cùng Chúa: Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, nếu những công việc con đang thực hiện vì vinh danh Chúa đây đẹp lòng Chúa, xin Chúa hãy đưa bà ấy về với Chúa và cho bà ấy được an nghỉ nơi lòng thương xót Chúa. Tôi đã được nhậm lời một cách lạ thường. Chỉ một lúc sau, họ đến cho tôi biết người đàn bà hết sức đau khổ ấy vừa mới qua đời. Tôi nhìn thấy một linh mục đang cần được cầu nguyện, và tôi đã cầu nguyện cho Ngài cho đến khi Chúa Giêsu âu yếm nhìn đến và ban cho Ngài sức mạnh. Hôm nay tôi được biết một người trong gia đình tôi đang xúc phạm đến Thiên Chúa và đang trong tình trạng nguy tử. Tin này xuyên lúc linh hồn tôi với nỗi nhức nhối đến độ tôi tưởng không thể sống được trước sự xúc phạm đến Chúa như vậy. Tôi nài xin Chúa tha thứ, nhưng chỉ nhìn thấy cơn nghĩa nộ của Người. Tôi đang cầu nguyện cho một vị linh mục kia. Xin Chúa phụ trợ Ngài trong một số vấn đề, thì được thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Mắt Người nhắm nghiền và chịu ngập chìm trong khổ hình. Tôi thờ lạy các thương tích của Chúa, thờ lạy từng thương tích một, và xin Người ban phúc lành cho vị linh mục. Chúa Giêsu cho tôi biết trong thâm tâm rằng linh hồn vị linh mục ấy hết sức yêu quý đối với Người, và tôi cảm thấy ơn thánh đang tuôn chảy từ các thương tích Chúa Giêsu xuống cho vị linh mục ấy. Ngài cũng giống như Chúa Giêsu phải chịu treo trên thập giá. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Chúa biết một mình Chúa là đối tượng linh hồn con mến yêu.
linh hồn con hoàn toàn được đắm đuối trong Chúa. Ôi lạy Chúa, cho dù con không hoàn thành được một điều nào trong những điều Chúa đã tỏ ra cho con đi nữa, Chúa ơi, con cũng hết sức an tâm vì biết con đã làm hết sức những gì trong khả năng của con. Lạy Chúa, con biết rõ Chúa không cần những công việc của chúng con. Chúa chỉ đòi hỏi tình yêu. Tình yêu, tình yêu, và chỉ là tình yêu Thiên Chúa mà thôi. Không có gì trên trời dưới đất này cao trọng hơn nữa. Sự cao trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa. Sự cao trọng thật ở trong tình yêu Thiên Chúa. Sự khôn ngoan thật là yêu mến Thiên Chúa. Tất cả những gì cao trọng và xinh đẹp đều ở nơi Chúa. Không có bất kỳ vẻ xinh đẹp hoặc cao trọng nào ở ngoài Thiên Chúa. Hỡi các bậc hiền triết thế gian và những vị thông minh tuyệt đỉnh, hãy nhìn nhận sự cao trọng thực sự chính là yêu mến Thiên Chúa. Tôi lấy làm lạ vì một số người tự lừa dối chính họ khi nói rằng làm gì có đời sau. Ngày 26 tháng 2 năm 1937. Hôm nay tôi nhìn thấy vì một cơn bão thổi qua nên những nghi lễ được cử hành tại các tư gia thiếu các lễ phục phụng vụ. Tôi cũng thấy mặt trời xuất hiện từ thánh thể và mọi ánh sáng khác đều tắt hết, hay đúng hơn là bị lu mờ, và mọi người đều hướng nhìn về ánh sáng duy nhất ấy. Nhưng hiện giờ tôi không hiểu được ý nghĩa của thị kiến này. Tôi đang tiến bước trong cuộc sống giữa phong ba bão tố, nhưng vẫn ngẩng cao đầu vì tôi là đứa trẻ hoàng tộc. Tôi cảm thấy máu thánh Chúa Giêsu đang luân chuyển trong huyết mạch của tôi, và tôi đặt trót niềm tin thác vào lòng thương xót lớn lao của Người. Tôi xin Chúa hôm nay hãy cho một người kia đến thăm để tôi được gặp em ấy một lần nữa, và đó là dấu chỉ cho tôi biết thiếu nữ ấy được Chúa mời gọi vào dòng mà Người đang truyền cho tôi thành lập. Ôi thật kỳ diệu, đương sự đã đến, và tôi cố gắng truyền thụ cho em ít nhiều về phương diện thiêng liêng. Tôi bắt đầu chỉ dẫn cho em thấy con đường bỏ mình hy sinh, và em đã sẵn lòng chấp nhận. Tuy nhiên, tôi đã giao phó vấn đề trong tay Chúa để Người hướng dẫn mọi sự theo sở thích tốt lành của Người. Hôm nay khi nghe bài thánh ca chúc ngủ ngon đầu thánh thiện Chúa Giêsu của con trên đài phát thanh, thần trí tôi bỗng nhiên được ngập lúc trong Chúa, và tình yêu Người tràn đầy linh hồn tôi. Tôi lưu lại một lúc với Cha trên trời. Mặc dù sống trong đau khổ triền miên là điều không dễ, chịu đóng đinh trên thập giá đau đớn mang vàng. Tuy nhiên, tôi bừng cháy ngọn lửa tình ái vì yêu mến. Mặc dù chỉ là kẻ yếu đuối, nhưng tôi say mến Thiên Chúa như một luyến thần. Ôi, vĩ đại thay linh hồn giữa đau khổ, vẫn trung thành với Thiên Chúa và thực thi ý Người, vẫn kiên trì dù không được ủi an giữa phong ba bão tố rợn rụt. Vì tình yêu Thiên Chúa tinh rồng làm ngọt ngào cho kiếp phận của họ. Yêu Chúa giữa lúc thịnh vượng có gì là lớn lao, và cảm tạ Người khi mọi sự đều xuôi thuận. Nhưng hãy tôn thờ Chúa giữa những nghịch cảnh kinh khủng.
yêu mến Chúa chỉ vì người và phó trót hy vọng nơi người. Khi linh hồn trong cảnh tâm tối vườn cây dầu, cô đơn giữa nỗi đắng cay tân toan, nó vươn lên những tầm cao của Chúa Giêsu. Dù nhấp chén đắng, linh hồn vẫn không buồn sầu. Khi linh hồn thi hành thánh ý Thiên Chúa tối cao, ngay giữa đau khổ và cực hình triền miên, vẫn áp môi vào chén được trao. Linh hồn trở nên mạnh mẽ và không gì làm nó khiếp đảm. Dù bị hành khổ, linh hồn vẫn lặp lại: nguyện ý Chúa được nên trọn, và kiên nhẫn đợi chờ giờ phút được biến đổi. Bởi vì dù trong tâm tối dày đặc, linh hồn vẫn nghe được tiếng Chúa Giêsu: con thuộc về Cha. Và nó sẽ biết điều này trọn vẹn khi bức màn được hạ xuống. Ngày 28 tháng 2 năm 1937. Hôm nay tôi được nếm chịu cuộc thương khó của Chúa Giêsu một lúc khá lâu, và nhờ đó tôi thấy được nhiều linh hồn đang cần lời cầu nguyện. Tôi thấy mình được biến đổi hoàn toàn trong lời cầu nguyện để kêu nài lòng thương xót Chúa cho mọi linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, con đón nhận Chúa vào tâm hồn con như một bảo chứng về lòng thương xót cho các linh hồn